Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ lưu trữ điện tử cho các lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ phòng ban và xã thị trấn thuộc địa bàn huyện. Các học viên đã được tập huấn các nội dung xoay quanh lập hồ sơ điện tử, cách tạo lập hồ sơ công việc điện tử, lưu trữ cơ quan và khai thác sử dụng tài liệu đã lưu trữ. Qua lớp tập huấn nhằm cập nhật, hướng dẫn kịp thời nội dung quy định mới về công tác lưu trữ và nội dung nghiệp vụ lưu trữ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức phụ trách văn thư lưu trữ cơ quan, tiết kiệm chi phí, thời gian và không gian lưu trữ, có tính bảo mật cao, hạn chế rò rỉ thông tin. Qua đó, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính và chính phủ điện tử tại cơ quan đơn vị tại địa phương.